Tâm chú. Kinh văn: Ông A Nan đảnh lễ chân Phật mà thưa với Phật, từ khi xuất gia còn ỷ lại lòng thương yêu của Phật, vì cầu đa văn nên chưa chứng quả vị vô vi. Giảng giải: Sau khi ông A Nan nghe Phật Thích Ca giảng giải, ông bèn đảnh lễ chân Phật mà thưa với Phật, từ khi xuất gia còn ỷ lại lòng thương yêu của Phật, còn nhờ vào lòng thương yêu đặc biệt của Phật đối với con, nhưng vì cầu đa văn nên chưa chứng quả vị vô vi. Ông ấy luôn muốn giỏi hơn nhiều người khác, tôi muốn vượt hơn kẻ khác, và suy nghĩ, ông không thể tụng kinh theo trí nhớ, nhưng tôi làm được. Ông không giảng được kinh, còn tôi thì nhớ rõ từng chữ. Ông vẫn luôn cạnh tranh, mình là số một, và quyết dùng sự đa văn của mình để đạt vị trí thứ nhất. Và thực vậy, A Nan trở thành đệ nhất đa văn, nhưng ông vẫn chưa đạt được quả vị vô vi, chưa vượt qua kiến thức học hỏi của chính mình. Đấy là điều rất đáng tiếc đối với Ngài. Kinh văn: Khi bị tà thuật Phạm Thiên vây hãm, tâm tuy rõ ràng nhưng sức chẳng tự do, nhờ gặp Ngài Văn Thù khiến cho con được giải thoát. Mặc dù con thầm nhờ sức của thần chú Phật Đỉnh Như Lai, nhưng con vẫn chưa được nghe qua thần chú ấy. Giảng giải: Khi bị tà thuật Phạm Thiên vây hãm, tâm tuy rõ ràng nhưng sức chẳng tự do, con bị pháp thuật làm cho mê muội rối rắm, thân bị khốn đốn nhưng tâm con vẫn sáng suốt. Đấy là khi A Nan không cảnh giác, nhưng cũng không phải là hoàn toàn rối loạn. Ông ấy rơi vào tình trạng mơ hồ, như ngủ chưa tỉnh giấc, hoặc như người say rượu, nhưng A Nan không dùng rượu, trạng thái ấy giống như say rượu. Khi quý vị hỏi một người say, họ sẽ nhớ điều này, quên điều nọ. Tình trạng ngài A Nan là vậy. Hoặc ông ấy như lơ mơ khi ngủ, hẳn nhiên là chưa ngủ say, chưa chìm trong mộng mị. Ông ấy không có sức giải thoát chính mình. Điều đó như đêm ngủ gặp quỷ cưu bàn trà, nó có sức làm cho quý vị phải đờ đẫn, mất cả tự chủ. Khi tình trạng ấy xảy ra, quý vị có thể tỉnh táo, nhìn thẳng vào nó, nhưng bản thân vẫn bất động vì sức mạnh của quỷ. Đó là những gì Ngài A Nan trải nghiệm. Mặc dù Ngài có ý thức nhưng không tự kiểm soát, không được tự do tự tại. Nhờ gặp Ngài Văn Thù khiến cho con được giải thoát. Đức Phật phái Bồ Tát Văn Thù đến giải cứu, nhờ vậy con được giải thoát. Mặc dù con thầm nhờ sức của thần chú Phật Đỉnh Như Lai, nhưng con vẫn chưa được nghe qua thần chú ấy. Thần chú Phật Đỉnh do Đức Thế Tôn Như Lai Phật tuyên thuyết. Khi Ngài Văn Thù đến chỗ con và tụng chú, và con đã thầm nhờ uy lực của chú ấy, tức là khi Văn Thù đến, Ngài không đọc chú thành tiếng mà chỉ thầm tụng. Tất cả quý vị nên đọc chú thành tiếng là khi ở trước Phật trong chùa, vậy mới có hiệu nghiệm. Ắt giữa đường phố mà quý vị đọc to tiếng Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Ra, ắt mọi người sẽ nghĩ đó là người điên. Quý vị đừng đọc một vài đoạn chú để khiến người khác xem thường, hủy báng pháp, hành động lạ lùng, kỳ dị của quý vị để họ chế nhạo, vậy sẽ phạm tội. Quý vị đừng bảo, nếu họ phạm tội thì đó là chuyện của họ, tôi cứ tụng thành tiếng, mặc họ phạm tội, họ sẽ sa vào địa ngục thôi. Nếu quý vị có thái độ và ý định khiến người khác đi vào địa ngục, thì xin quý vị đừng học Phật Pháp nữa. Người học Phật là người nhiều tình cảm, có lòng khoan dung đối với mọi người. Họ không hành động bất cứ điều gì để khiến kẻ khác phải xa địa ngục. Quý vị phải tu tập như vậy, đừng nên nghĩ, hẳn bán bổ tôi sẽ đi sau theo họ, và đọc to chú Lăng Nghiêm, họ chê bai tôi thì cho họ rơi vào địa ngục. Nếu nghĩ như thế thì quý vị lập tức dừng đọc chú Lăng Nghiêm, đừng học Phật nữa làm gì, bởi vì người học Phật không ganh ghét ai, không gây trở ngại cho người hoặc có tính ích kỷ nặng nề. Đừng có thái độ tôi hơn người,
Phật Pháp xuất hiện là cứu độ chúng sinh, chứ không phải khiến mọi người phạm tội. Quý vị phải hiểu rõ điều đó. A Nan nói, con thầm nhờ sức của thần chú, nhưng con chưa được nghe qua. Kinh văn: Chỉ nguyện Đức Đại Từ tuyên nói lại cho, thương xót cứu giúp những hàng tu hành trong hội này và những kẻ đời sau còn trong luân hồi, được nhờ mật âm của Phật mà thân ý giải thoát. Giảng giải: Chỉ nguyện Đức Thế Tôn, Đức Đại Từ tuyên nói lại cho, mong muốn của con là được Phật nói lại cho con nghe bài chú và thương xót cứu giúp những hàng tu hành trong hội này. Nguyện xin nói lại để cứu giúp những kẻ đời sau còn trong luân hồi xấu nẻo, được nhờ mật âm của Phật mà thân ý giải thoát. Nhờ vào mật âm của Phật mà mọi người sẽ được giải thoát. Giải thoát là không còn tới lui sinh tử, và chúng ta sẽ tụng chú Lăng Nghiêm hằng ngày để chúng sanh giải thoát mọi ràng buộc, giúp họ nhận ra những sai lầm tệ hại. Chẳng hạn mọi người đều biết hút thuốc lá là không tốt, nó phí thời gian và gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn cứ hút thuốc. Biết rõ thuốc lá tác hại đến sức khỏe, họ vẫn không cố gắng từ bỏ. Biết sát sanh là không đúng, người ta vẫn hại sinh mạng vật. Biết tà dâm là không phải, họ vẫn coi thường điều đó. Biết trộm cắp là sai trái, họ vẫn đêm ngày rình rập lấy trộm đồ vật, tài sản của người khác. Không trộm xe hơi thì cũng lấy máy hát. Kẻ trộm biết mình phạm luật pháp sẽ bị cảnh sát bắt giữ, nhưng họ vẫn không chịu từ bỏ. Đấy là biết sai nhưng vẫn làm. Kinh văn: Khi ấy, tất cả đại chúng trong hội thảy đều đảnh lễ chờ nghe câu chú bí mật của Như Lai. Giảng giải: Khi ấy, tất cả đại chúng trong hội, rất đông đảo các chúng cùng hội tập, thảy đều đảnh lễ chờ nghe câu chú bí mật của Như Lai. Mọi người đều làm lễ và cùng đứng chờ nghe Phật nói từng chương cú thần chú. Chương gồm 5 đoạn của chú. Cú là bao hàm nhiều câu ngắn như Nam Mô Tát Đát Tha, Tô Già Đa Gia, A Ra Ha Đế, Tam Miệu Tam Bồ Đề Tỏa. Nhân chương và cú là điều bí mật, có nghĩa chúng ta không dễ gì hiểu được. Sự bí mật ấy nằm trong đoạn câu mà kiến thức của chúng ta không với tới. Khi quý vị tụng chú, quý vị không biết mình được lợi ích gì. Mặc dù có được nhiều lợi lạc, nhưng chúng ta không biết rõ. Chúng ta cũng không biết về bí mật của chú. Kinh văn: Khi ấy, Đức Thế Tôn từ nơi dục kế phóng ra trăm thứ hào quang báu. Trong hào quang hiện ra hoa sen báu ngàn cánh, có hóa thân Như Lai ngồi trong hoa sen. Giảng giải: Khi ấy, Đức Thế Tôn từ nơi nhục kế trên đỉnh đầu của Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra trăm thứ hào quang báu. Trong hào quang hiện ra hoa sen báu ngàn cánh, có hóa thân Như Lai ngồi trong hoa sen. Hóa thân của Phật ngồi trên hoa sen ngàn cánh trong hào quang chói sáng. Kinh văn: Trên đỉnh phóng ra 10 đạo hào quang bát bảo. Trong mỗi đạo hào quang, số lượng bằng 10 số cát sông Hằng, đều hiện ra các vị kim cang mật tích, sách núi, cầm trùy, đầy khắp cả hư không. Giảng giải: Trên đỉnh phóng ra 10 đạo hào quang bát bảo. Đỉnh ở đây là chỉ đỉnh đầu của hóa thân Như Lai. 10 đạo hào quang bát bảo xuất phát từ đỉnh đầu của hóa thân Phật. Trong mỗi đạo hào quang, số lượng bằng 10 số cát sông Hằng. Hào quang chiếu sáng khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có, đều hiện ra các vị kim cang mật tích, sách núi, cầm trùy, đầy khắp cả hư không. Cùng lúc hào quang phóng xuất, các đức kim cang mật tích xuất hiện, tay cầm núi, cầm trùy, như Bồ Tát Vi Đà thường dùng. Các vị ấy hiện hữu đầy khắp cả hư không. Kinh văn: Đại chúng ngẩng lên xem, vừa yêu vừa sợ, cầu Phật xót thương che chở. Một lòng nghe đức phóng quang Như Lai, từ nơi vô kiến đảnh tướng của Phật
tuyên nói thần chú. Giảng giải, đại chúng ngẩng lên xem, vừa yêu vừa sợ, cầu Phật xót thương che chở. Tất cả các đại Bồ Tát, đại A La Hán, đại Tỳ Kheo cùng các chúng tại đại hội ngẩng lên nhìn hóa thân Như Lai xuất hiện từ đỉnh Phật, thảy đều sợ hãi khi nhìn thấy hóa thân Phật, đồng thời họ cũng cảm thấy yêu mến đấng Như Lai. Tình yêu đó không phải là loại tình cảm yêu đương giữa nam nữ, đấy là tình cảm yêu mến chân thật, thoát khỏi mọi ham muốn. Cả hai loại tình cảm cùng hiện hữu, khiếp sợ và yêu thương. Do đó, mọi người mong được Phật xót thương che chở, một lòng nghe đức phóng quang Như Lai từ nơi vô kiến định tướng của Phật tuyên nói thần chú. Mọi người đều chú tâm, đều muốn lắng nghe Phật. Khối thịt nhỏ trên đỉnh đầu của Phật gọi là vô kiến định tướng. Gọi vô kiến là vì người thường không nhìn thấy được. Mọi người nhìn thấy hào quang bát bảo và hóa thân Phật xuất hiện trên đỉnh Phật tuyên nói thần chú. Như vậy, chú lăng nghiêm không phải do tự thân Đức Thích Ca nói ra, mà chính là hóa thân Phật tuyên thuyết từ hư không. Đối với thần chú, tức mật ngữ, không ai có thể hiểu được, hoặc có thể giảng giải rõ từng âm tiết, từng câu chữ. Nhưng nếu quý vị muốn biết, tôi sẽ cố gắng giảng giải. Tuy nhiên, ở đây không có thời gian, vì chúng ta đang nói về Kinh Lăng Nghiêm. Còn như chú, cho dù có giảng trọn một năm cũng chưa xong, thậm chí cả 3 năm, 10 năm cũng vậy. Do đó, tôi sẽ chỉ thuyết minh về đại ý thôi. Chú Lăng Nghiêm phân làm 5 bộ, biểu thị 5 phương, Đông, Nam, Trung ương, Tây, Bắc. 1. Đông phương Kim Cang Bộ, Đức Phật A Xúc là bộ chủ. 2. Nam phương Bỏ Bộ, Đức Phật Bảo Sinh làm bộ chủ. 3. Trung ương Phật Bộ, Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là bộ chủ. 4. Tây phương Liên Hoa Bộ, Đức Phật A Di Đà là bộ chủ. 5. Bắc phương Yết Ma Bộ, Đức Phật Thành Tựu là bộ chủ. Nhân vì thế giới có 5 đại ma quân nên có 5 phương Phật ngăn chặn trấn áp. Trong 5 bộ của chú, nhìn chung có hơn 30 pháp. Nếu giảng rộng, ắt có hơn 100 pháp. Có 5 loại pháp chính yếu sau. 1. Pháp thành tựu. Có nghĩa với pháp này, quý vị sẽ có được những gì tìm kiếm hoặc cầu nguyện, mong cầu điều gì đó. 2. Pháp tăng ích. Tức là khi quý vị tụng thần chú này, chẳng những chính quý vị được nhiều lợi ích, mà cả những người khác cũng được lợi. 3. Pháp câu triệu. Theo ý nghĩa, câu triệu là bắt giữ và lệnh gọi các loài hữu tình, ma, quỷ. Không có gì thoát khỏi, quý vị có thể đưa chúng trở lại và bắt giữ. Chẳng hạn, có ai đó gây hại người nào và xe chạy cao bay. Nếu biết sử dụng pháp câu triệu, thì chắc chắn kẻ đó không trốn khỏi. 4. Pháp hàng phục. Loài quỷ cũng có pháp thuật và chú để chúng sử dụng. Khi mình tụng chú của mình thì chúng tụng chú của chúng. Nhưng nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, quý vị sẽ phá tan các loại chú của chúng. Tôi cũng đã nói qua về uy lực của chú. Nó có công năng đánh đuổi và hủy diệt chú thuật của bọn ma vương gây hại. Đối với những ai chưa học cũng nên lưu ý điều đó. Nhưng tại sao khi tụng chú Lăng Nghiêm thì chú của Phạm Thiên thành vô hiệu? Đấy là vì ngũ đại tâm chú. Chư tua ni ơ cha la mi li chù po li tan la dề ninh che lị. Năm đoạn trên là ngũ đại tâm chú. Đấy là chú căn bản để hủy diệt các chú thuật và đánh đuổi bọn thiên ma cùng các quyến thuộc. Loại tâm chú này khi sử dụng thì mọi chú thuật của bọn ma đều vô hiệu. Với pháp này, tôi có thể đánh đổi được vài triệu tiền đô. Nhưng tôi không bán. Nếu quý vị có lòng thành
tôi sẽ truyền cho quý vị hoàn toàn miễn phí. 5. Pháp tức tai. Tất cả mọi tai ương, họa hại đều được ngăn ngừa, tránh khỏi. Chẳng hạn có ai đó rơi xuống biển, nhưng nếu người đó tụng chú Lăng Nghiêm, chắc chắn sẽ tránh được tai họa, tức là rơi tõm xuống biển nhưng không chết chìm. Có thể quý vị ở trong con tàu lẽ ra phải chìm, nhưng quý vị tụng thần chú này, tàu sẽ không chìm. Hoặc có thể đi trên chiếc máy bay hỏng hóc, nhưng nếu tụng chú Lăng Nghiêm, máy bay cũng sẽ hạ cánh an toàn. Tôi xin kể một câu chuyện thật khó tin. Lần đó tôi đi từ Miến Điện sang Thái Lan, đường bay lúc đó rất nguy hiểm, nhưng suốt cuộc hành trình máy bay chẳng có dấu hiệu gì là bất ổn, và chuyến đi hết sức bình yên, thuận lợi. Ngay cả viên phi công cũng lấy làm lạ, tại sao chuyến bay lại được êm xuôi như thế. Anh ta không biết trong suốt chặng đường đó đã có thiện thần, Bát Bộ Thiên Long và cả chư Phật, các Bồ Tát cùng hộ trì chuyến bay được an toàn, thuận lợi. Đấy là cách hành pháp trừ họa, tức tai. Khi có một sự cố xảy ra, nó có thể hóa lớn thành bé, và họa bé cũng dễ dàng biến mất. Thường khi sự cố xảy ra, nó sẽ có báo động nhưng không nguy hiểm. Nếu quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, lợi ích của chú rất lớn, cho dù có bỏ ra vài năm giảng giải cũng không dứt. Ở đây tôi chỉ nói qua vài pháp và ý nghĩa của pháp ấy thôi.